Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn Và xin chúc cho đại gia đình của chúng ta một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like Nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn thành thật Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều Vâng, kính thưa quý vị Đối với uh, Youtuber Khoa Bất thì không ai mà không biết đến Khoa uh, Bất Một cậu trẻ tuổi có nhiều tài, nhất là tài làm Youtube Review các món ăn, nhà hàng, đi đây đi đó Giới trẻ rất là hâm mộ Khoa Bất à, mấy năm nay Và lượt à, mỗi lần video clip nào của cậu ta Cũng phải trên dưới cả triệu người xem Một youtuber rất thành công Và sau khi à, qua bên Mỹ này Thì à, bộ ba Johnny Phạm Johnny Đặng chứ Khoa Bất và Vương Phạm Đã là cặp ba bạn thân với nhau Nhưng à, Vì đồng tiền khôi Mà Johnny Đặng với lại uh, Khoa Bất đã cạch mặt với nhau vì Khoa Bất cho rằng Trân Đi Đặng đã lừa gạt cậu ta với số tiền cũng rất là khủng lắm quý vị. Gần đây thì uh, Khoa Bất đã đi giải phẫu để kéo được chân mình ra dài một chút xíu nữa để cho bảnh trai lên. À, bảnh trai hay không thì mình chưa biết nhưng thấy rõ ràng là sự đau đớn rất nhiều quý vị. Ở nơi đây là mình chia sẻ Chia sẻ không bao giờ thừa còn à, nếu vị muốn coi um, cái bản chính thì quý vị có thể vào cái uh, uh, Youtuber Khoa Bất Thì quý vị sẽ hem, xem hết tất cả toàn cảnh còn ở nữa đây thì chúng ta chỉ nói Và phân tích Và chia sẻ mà thôi Thì uh, gần đây có cái một cái, cái cái ảnh là Khoa Bất nối lại tình xưa với Johnny Đặng Sau khi kéo chân um, Cái này uh, hay là giả thì chúng ta bắt đầu đi đi vào trong cái phần ở bên trong nha ừ. phải à, nghe khoa bất nói là phải à, làm hai lần hả ha? một lần này hai tỷ gồm một lần 3 tỷ gì đó phải mất khoảng cỡ 5 tỷ thì đôi chân mới được dài ra một chút xíu ừ. và hình tượng của à, Phá bất thì mình cũng nghĩ lên đó. cậu này phải nên cao một chút xíu mới 30 tuổi mà đã có cái bụng rồi Chắc có lẽ review ăn food quá nhiều và toàn là những đồ ngon không à. à ít tập thể dục nữa. À, kéo chân ra rồi nhưng mà Khoa Bất cũng phải đi tập thể dục mới có một thân hình chuẩn nha. À, vâng, sau đây là mình sẽ chia sẻ về Khoa Bất và Johnny Đặng trên một tờ báo Việc Giải Trí. Thực hư ảnh Khoa Bất nối lại tình xưa với Johnny Đặng sau khi kéo chân. Một bức ảnh là Johnny Đặng có một ngoại hình khác lạ đang được lan truyền trên không gian mạng Câu chuyện Khoa Bất phẫu thuật kéo chân cũng được mang ra bàn tán Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta còn nhớ mãi cái lùm xùm nghỉ chơi giữa Khoa Bất và Johnny Đặng Gây chấn động mạng xã hội lúc đó Và cách đây không đâu thì Youtuber nổi tiếng giàu có Khoa Bất từng gặp khủng hoảng khi tố ông vua kim hoàng đã lừa mình 34,5 tỷ và thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của khoa Bất nhưng cậu ta nói rằng à, cậu ta phải chạy tới alaska trốn vì à, người da đen người da màu á à, sát thủ người da da màu á à, họ sợ lạnh không được tại vì họ đến từ phía châu đây là một câu nói cũng à, trôi nhiều khán giả lắm đó Tôi đã từng đăng tải video tuyên bố giải nghệ. Vâng, mình cũng có coi cái video đó là Khoa Bất à, nói rằng là Khoa Bất sẽ giải nghệ không làm Youtuber nữa. Nhưng mà bây giờ anh ta lại trở lại. Nhưng mới đây nhất Khoa Bất trở lại với clip chi tiền tỷ để kéo chân dài thành 1m8. Thậm chí anh chàng còn liên tục đăng tải hàng loạt video cập nhật tình hình hiện tại của mình sau khi chi 5 tỷ để kéo chân thành một người. Có 1m8 Nam Youtuber cũng vô cùng đau đớn khi chia sẻ rằng mình chưa thể đứng trên đôi chân mới được Và Khoa Bất có nói là Tôi rơi nước mắt vì không thể tự đứng tự đi được trên đôi chân mới sau khi kéo chân ra Một bước đi là nó vạn dặm đau Về cái việc mà Khoa Bất bất chấp nguy hiểm bỏ tiền tỷ để kéo chân để review nhận về nhiều sự tranh cãi trên cư dân mạng. Trong khi một số người tỏ ra hiếu kỳ thì không ít người cho rằng Khoa Bất đã bất chấp nguy hiểm để thể hiện một cuộc phẫu thuật nguy hiểm thậm chí còn có nhiều người mỉa mai rằng anh bị thừa tiền quá đi, rảnh rỗi nên xin nông nổi và nghĩ ra những cái chuyện làm mà không ai dám nghĩ tới. Mới đây, trên một nhóm kính có hàng trăm hàng ngàn thành viên đã chia sẻ hình ảnh Khoa Bất chụp chung với lại Johnny Đặng cùng dòng chữ chú thích kéo chân nhanh còn kịp. Theo đó, dù đã nghỉ ngơi từ lâu trong bức ảnh, Khoa Bất đứng cạnh Johnny Đặng, đầy thân thiết với chiều cao trên lệch đáng kể. Uhm. Đây là quý vị... À, à. Ở đó cũng bằng bằng cho Đặng thôi mà bây giờ sao cao quá vậy thực hư ra sao thì chúng ta cùng chia sẻ đây nha ngay lập tức cư dân mạng đã nhận ra rằng đây chỉ là hình ảnh chỉnh sửa mà thôi à, khi ai đó đã kéo chân của khoa bất dài ra trong ảnh Bức ảnh đầy tính mỉa mai về tình bạn của pha Bất và Johnny Đặng. Cũng như việc uh, youtuber này kéo chân đã nhận về những bình luận rôm rã của cư dân mạng. Rồi chân dài có chạy được như thế này không hay là phải ngồi xe lăn. Kéo chân chắc là đẹp và chạy nhanh hơn ngày xưa. Có thể thấy là dù chưa kết thúc xong quá trình kéo chân nhưng nhiều cư dân mạng đặc biệt quan tâm và có những bình luận trái chiều về quyết định của khoa Bất. Vâng, làm cái kéo chân này cũng không phải là dễ dàng phải không quý vị ha mình thấy nó hơi khó khăn mà thấy đau đớn nhiều từ khi mà hoa bức vào trong viện rồi uh, gây mê rồi bắt đầu tới mấy bữa nay đi uh, mỗi bước chân mỗi bước xuống đứng dậy thôi á mà có cái uh, chiếc không phải chiếc xe mà giống như cái không phải là cái nạn nữa mà chiếc xe mình dựa vào đó nó có cái bánh rồi mình đi 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 nhẹ nhẹ từ từ mỗi bước đi thấy rất là đau đớn ngồi xuống cũng vậy đứng lên cũng vậy mà mình không biết rằng cái này nó sẽ chịu đựng tới bao lâu nữa. Khoa Bất nói là chỉ vài ngày nữa thôi thì uh, sẽ sẽ về về nhà, rồi sau đó sẽ dưỡng thương ở nhà. Nhưng mà mình thấy chắc cũng phải một thời gian lắm quý vị. ơi ừ. Mình thích cái hình ảnh mà của Khoa Bất lúc mà còn trẻ cách đây vài năm quý vị, uh, nó giống như một cậu trẻ nó dễ thương. Còn bây giờ thì dài dặn hơn xưa có lẽ là tại vì qua Mỹ rồi trải qua những việc mà nó không như ý muốn. Đây là hình khoa bất hồi nhỏ nè. Đó, mình thấy cái gương mặt rất là trẻ trung, à, dễ thương. Đó, bây giờ đã bị thấy rồi. <laughs> nó phong trần ghê gớm luôn. Khoa bất vương phạm cho ni đặng từng gây náo loạn cõi mạng bây giờ ra sao? cho nên đặng thì hình như là cái bitcoin của cho nên đặng đã hình như là dẹp rồi, đấy, quý vị. còn vương phạm thì vẫn trong công việc làm ăn mình thấy càng ngày càng phát triển và bây giờ cậu ta có một cái safari, cái cậu ta mua cái mảnh đất đó mình không biết biết bao nhiêu nhưng mà mình bỏ qua những cái có nhiều người thì cũng có những lời bình luận không tốt đẹp về vương phạm, tại vì họ có rất nhiều người nói rằng ba người này đã hợp tác với nhau để uh, lùa gà quý vị hiểu biết tiếng lùa gà là gì phải không lùa cho người ta mua vô cái giá bitcoin rồi sau đó lấy tiền hết cash ra hết và những người mà mua chứng khoán mua đồng tiền bitcoin bitcoin nó cũng không khác gì chứng khoán bao nhiêu thì người ta chẳng tay nó gọi là lùa gà thì mình cũng chưa biết thư thực thực hư nó ra sao cái chuyện đó À, chỉ vấn đề mà Khoa Bất với Vương Phạm cạch mặt với nhau thì là lại không có uh, lên trên mạng xã hội thôi Họ âm thầm và không chơi với nhau thôi Vương Phạm hiện giờ mình coi mấy clip của Vương Phạm thì uh, thấy cũng nếu mà mình bỏ qua những cái chuyện kia Mình chỉ tập trung vào vấn đề làm ăn của Vương Phạm thôi uh, Với vấn đề mà phát triển về đất đai thì mình thấy uh, cậu ta có một lối phát triển cũng khá tốt Uh, mấy trăm mẫu đất ở bên Texas, thì bây giờ cậu ta đang làm một cái giống như một cái sở thú Safari ở bên Phú Quốc vậy đó quý vị Thì có đầy đủ các con vật cho trong đó như là hưu, nai, rồi uh, ngựa rằn, rồi đại khái Những con vật, uh, chắc bác sắp sửa là có những con vật khác nhiều nhiều nữa Rồi uh, có những chiếc xe đi ngang qua um, cái chỗ đó để xem mấy con thú Cọp sư tử thì mình không thấy thì thấy có mấy con sơn dương, uh, chó sói, để kia nọ. Và bây giờ hiện giờ mình thích thú nhất là có một con suối dài. Bây giờ cậu ta đang khai thác và đào để trở thành là 5 km, giống như chúng ta đang đi trên một chiếc xuồng, chiếc chiếc ghe nào đó, uh, giống như là đang uh, tản mát. Hai bên là cây mát và nó giống như là trở về miền Tây Nam Bộ vậy đó. Đó là khao khát của pha Bắc vừa uh, có một cái safari trong cái sở thú lớn như vậy để cho người tham quan thì dĩ nhiên là cũng phải vào cửa cũng phải tốn có tiền mà phải không quý vị ha. Đó người ta bán vé rồi bán thức ăn mà thức ăn đấy dành cho mấy con hu câu cổ, mấy đại khái là mấy con vật trong đó đại khái có gì, ăn gì người ta bán thức ăn đó để người khách vô mua và người ta cho ăn như vậy người ta kiếm tiền thêm. Đây là một cái cái sự phát triển đầu tư cũng hay. Người Việt mình uh, chưa ai làm và tuổi trẻ như Vương Phạm như vậy thì cậu ta cũng có nhiều tài và cũng năng nổ rồi cũng thành công. Vâng, nếu mà đại khái là ở hải ngoại này mà mình thấy tuổi trẻ mà làm việc thành công, mình chưa biết được cái 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 gì ở phía sau lưng nhưng mà bây giờ mình thấy người Việt thành công ở trên đất người thì mình chúc mừng cho người ta vậy thôi. Còn vấn đề mà có phạm pháp lý hay là có làm này kia nọ không thì mình chưa có biết tại vì mình không có bằng chứng Nếu mình có bằng chứng và chính phủ hay là pháp lý có hình phạt thì lúc đó thì mình mới nói, nói người ta là người không đàng hoàng, người xấu xa hoặc lấy Còn bây giờ họ đang phát triển cho người, Việt, cho người Việt và cũng đã có nhiều nhân viên Việt Nam đã giúp đỡ biết bao nhiêu công an việc làm cho nhiều người Thì uh, mình chỉ chúc mừng cho người Việt mình thôi thành công trên đất Mỹ với những tuổi trẻ mà tài cao. Vâng, à, hy vọng rằng Khoa Bất sẽ trở lại còn lợi hại hơn xưa với một đội chân dài, không biết cao bằng mình không ta, 1m8. À, mình thật sự ra bây giờ mình quên cái vụ mét rồi là quý vị. Mình thì cao là 5 feet 10, 5 feet, à, dài 5 feet 10, mà không biết 1m8 là cao bao nhiêu nữa. Bây giờ tính mét với là tính đơn vị kg là không biết tại mấy chục năm rồi Những người nào ở đây mấy chục năm rồi Thì là không nhớ và so sánh và đem ra Nó nó, nó giống như là mình so sánh để bằng với nhau để Coi cái trọng lượng hay chiều cao này kia nọ đó thôi Thức tức thì cái nọ nó quên chứ các bạn Nhiều khi mà mình chú ý thì còn nhớ còn mà Kiểu như là Như mình hàng ngày đi làm rồi đâu có để ý đến mấy chuyện đó nữa đâu Thử ra không bao giờ mình nhớ được cái Cái So sánh trọng lượng Chứ là chiều cao chiều thấp Bằng với nhau bao nhiêu bao nhiêu Vâng cảm ơn tất cả quý vị Đã cùng với mình chia sẻ những uh, gì Mà vừa uh, Đọc được trên báo chí Và hy vọng khoa bác uh, Mau bình phục Và sẽ có những uh, video clip Mang tính chất là giải trí Và chúc khoa bác Thành công Ở trên đất nước Mỹ Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị Trong một video video clip lần sau 拜拜。Bye bye.